Nghe nói mày cứng đầu lắm hả? Cướp của Khôn Thành còn định giết người nữa. Tao là Đội Kỳ. Thằng Tô nào nghe tên tao cũng phải đái ra quần. Mày coi chừng tao đó. Tôi bị oan mà. Tôi không có tội. Tôi không có tội. Vô tới đây rồi, không có tội cũng thành có tội. Tội nhẹ cũng thành tội nặng thôi con à. Tao nói tao không có tội, tao phải về nhà. Má tao, cháu tao, chị dâu tao đang đói lắm, tao phải về nhà. Mày có cầm mày lại không? Tao bị quen, tao không cầm. Quen, quen, quen hơn mày. Vô. Tư Hổ à? Dạ, thầy Đội hỏi mày. Thằng điên này á, là của mày đó nghe. Mày tới nè. Lấy số. Mày tên gì? Bị tội gì mà vô đây? Mày cầm hả? Thằng kia, sao đại ca hỏi mày không thư gửi gì hết vậy? Mày muốn chết hả? Ông là ai? Dạ, sao ông đến tôi? Nè, nói nó biết tao là ai đi. Đại ca Tư, làm vô ở đây biểu mày cái gì á mày cũng phải làm hết biết chưa? Tao là Lê Chân Đó, nhà tao ở dòng tre. Tao ăn cắp cả cháu heo để cứu mẹ tao, cứu cháu tao gần chết luôn, vậy mà tụi nó vu oan giá họa cho tao, kêu án tao 10 năm tù. Tao không phục. Mày muốn giết tao hả? Giết tao đi. Giết tao đi. Mày là Lê Văn Đó, nhà ở dòng tre, ăn cắp trả cháu heo, ở tù 10 năm. Sao mà người nhà tao chết đôi? Tao lấy có một cả cháu heo. Trời ơi! Vậy mà tao phải chịu tù 10 năm! Tụi mày! Dạ! Thằng nào lấy cho nó cái khăn coi? Dạ đẹp lấy! Nè! Chùi máu mũi đi! Tụi bay! Đưa nó lên nằm nghỉ đi! Coi sóc nó cho tử tế! Đại ca! Đại ca phải chơi đúng luật chứ. Luật lệ cái con mẹ mày. Đi đi. Dạ dạ.
Mày nói sao? Mày đi ở cho nhà bá hộ Cao hả? Cha làm sao vậy? Cũng giống như hồi trước, con đi ở nhà ông Cả Kiến, bên dòng tre vậy thôi. Sao lại như nhà Cả Kiến được? Cả Kiến dù sao cũng còn có chút nhân từ. Còn tên bá hộ Cao á, nổi tiếng ác độc. Cha à, con đã đi giáp xứ rồi, không ai mướn người đâu. Hôm qua con có ghé nhà ông Cả Kiến, kẻ ăn người ở cũ của ổng, còn cho nghỉ gần hết. Lúc này khó khăn, ít ai chịu mướn. May mà nhà bá hộ Cao còn cần người. Cha lo là lo cho con. Nhà đó hiểm ác có tiếng, mày có chịu nổi không? Thôi, cha lo dưỡng bệnh đi, đừng có lo nghĩ. Con ráng ăn ở chăm chỉ, siêng năng, chắc họ cũng không làm gì con đâu. Thôi, mày muốn tính sao thì tính, ba cũng hết cách rồi. Nè con, thằng đó có tin tức gì không? Sao? Mày chưa ngủ hả? Tôi chưa ngủ được. Nè, nếu lạnh á thì ngồi dậy dẫn một đi cho ấm đi. Tôi không lạnh, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Trong bụng tôi lo cho nhà lắm. Nhà mày còn ai? Tôi lo cho má tôi, rồi bầy trẻ nữa. Không có tôi, biết kiếm gì mà ăn. Chắc chết hết quá. Tôi phải về mới được. Mày nói chuyện, ở tù chứ có phải đi chơi đâu. Mà muốn về thì về. Nhưng mà tôi đâu có tội. Sao tôi phải ở tù? Tôi muốn ra ngoài. Có gì? Mày muốn vượt ngục hả? Không có dễ đâu. Còn muốn được họ cho ra thì mày phải làm đơn kêu oan, mướn thầy kiện cãi cho mày. Nó mà xét trắng ngán á thì mày mới được ra tù. Nhưng làm vậy á tốn nhiều tiền lắm. Mà mày làm gì có tiền? Tôi không có tội. Tự họ phải xét cho tôi về. Mắc mớ gì tôi phải làm như anh nói. Mày ngu quá, mà còn ngang nữa. Mày không biết gì hết á. Anh nói tôi ngu tôi chịu, chứ tôi đâu có nghe. Tôi nói lẽ phải. Lẽ phải cái con khỉ á. Thôi, ngủ đi.
Sớm mời còn phải lên rừng đốn củi cả ngày nữa. Ngủ đi. Lê Văn đó, nghe cho rõ đây. Lê Văn đó, nghe cho rõ đây. Lê Văn đó, có nghe tòa hỏi gì không? Nghe chứ. Tôi đâu có điếc. Nghe sao không trả lời? Trả lời cái gì? Ngu quá vậy. Mày phải nói á, thưa tòa, bị cáo nghe rõ. Từ trước đến giờ mày không ra tòa hả? Nói thì nói, làm gì dữ vậy? Thưa quý tòa, bị cáo nghe rõ. Bị cáo được nói lời cuối cùng trước khi tòa tuyên án. Bị cáo Lê Văn đó, tòa hỏi, ngươi có muốn nói gì không? Thưa tòa, ông nghe lời nói sằng bậy của nhà bá hộ cao. Ông xử quan cho tôi quá, tôi không phục. Đây có phải là lời nói cuối cùng của bị cáo không? Tôi không, tôi bị quan, tôi không muốn nói lời sau cùng. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Cho tôi về nhà đi mà. Nay tòa buộc Lê Văn đó phạm hai trọng tội: cướp của và cố ý gây tội đại ác. Lê Văn đó phải thụ lĩnh hình phạt 10 năm tù khổ sai. Miễn cho đó tội biệt xứ. Kiểu này cho nó chết luôn trong tù. Đứa nào đứng lấp ló vậy bay? Bẩm thưa, thưa ông chủ. Mày là? Thưa, con là con Lụa, con của Ba Quốc, nhà ở xóm trên. Ba Quốc nào cả? Tao nhớ ra rồi, mới xin làm ở nhà tao mấy bữa trước. Sao? Mới vô làm tính xin nghỉ hả? Bẩm, con, con muốn thưa. Dạ, con muốn thưa ông, cho con lấy tiền trước một tháng. Sao? Mới tới ở mà xin lấy tiền trước hả? Nè, hỏi mượn tiền, sao ông gặp bà mà lại lên đây gặp Hoa? Bẩm, con lên đây kiếm bà. Mà sao lại gặp ông? Nè, không có bà, Hoa cho mượn không được sao? Nè, qua hỏi thiệt, muốn mượn bao nhiêu? Hôm rồi ông bà nói tiền công của con mỗi tháng 2 đồng mốt. Chỉ có 2 đồng mốt hả?
Lại đây. Cái gì mà đồng một đồng hai hả? À, con lụa nó xin ứng trước một tháng tiền công. Mày mới tới làm có mấy ngày à mà xin trước tiền lương một tháng hả? Tao ở dưới nhà bếp cả buổi sáng, sao mày không thèm hỏi mà mày lên đây? Bẩm, ở dưới đông người con thấy ngại quá. Cái thứ tụi bay già hàm lắm, ai biết bay có ý gì. Đi ra nhà sau mừng công chuyện đi. Tao cấm mày từ rầy không được bén mảng lên nhà trên, nghe chưa? Dạ. Ông liệu hồn ông, nghe chưa? Lụa, con bà quốc sống trên. Con về rồi đó hả con? Dạ, má anh đó bệnh nhiều lắm, thuốc nam hốt ở chùa uống hoài không hết. Rồi con Quyền nó tính sao? Nhà không có đồng xu, tính gì được hả cha? Trưa nay con làm liều, hỏi mượn trước cô bá hộ cao một tháng tiền công. Mà bà bá hộ không cho. Nhà đó, đừng tính đến chuyện nó giúp ai. Con tính có tiền cho chị Quyền mượn, đưa bác đi Thầy Lan coi bệnh, bốc thuốc. Giờ không biết tính sao nữa. Gia đình thằng đó không biết kiếp trước nó làm gì nên tội nữa. Thôi, tối rồi, cha đi ngủ đi, để con dân mùng cho. Cô Lụa, cô Lụa, cô Lụa ơi, cô Lụa. Ai vậy? Cô Lụa, cô Lụa. Dạ, con xin lỗi, con chào ông. Ủa? Hả, mà cô Lụa? Trời ơi, sao con qua đây giờ này? Bà nội có đau nặng lắm, má con không biết làm sao nên kêu con qua đây. Thôi, cha vô nhà nghỉ đi, ở đây gió lắm, để con qua bệnh coi bác như thế nào. Đi đi con. Con đợi con chút. Dạ. Mình đi con. Dạ. Con đi nghe cha. Con đi. Mày với thằng này đỡ này lên cho tao. Mấy thằng kia, cấm miệng lại. Mày làm nghe chưa? Dạ, ổn đây đội. Tôi đâu có nói chuyện. Tôi chỉ biểu mấy thằng này á đỡ cái cây lên để tôi dễ chặt. Mấy con già hàm hả? Làm biếng, không lo làm. Rồi nói chuyện. Ba tụi bay nói chuyện gì? Bàn tính chuyện dược cục phải không?
Đứa nào không còn muốn được nhìn thấy mặt vợ con thì thử việc cục đi. Tao bắn bỏ đi. Mày giả bộ hả mày? Mày, ông lão này bằng tuổi cha thầy, sao thầy hỗn vậy? Mày buông ra không? Thầy hứa là không đánh người đi, tôi sẽ buông. Tao là cha ở đây, không có lớn nhỏ gì hết. Thầy cũng có cha có mẹ, sao thầy không biết đạo lý gì hết vậy? Ở đây, tao là đạo lý, mày biết chưa? Lính đâu? Thằng kia, ổn hả mày? Dạ. Thầy đội, thầy nghĩ đi. Thằng này á, để tôi truyền cho. Mày coi chịu tao nghe mày. Có chi khí lắm. Chi khí chó gì? Sao đánh tôi? Mày ngu quá. Tao mà không tiết kiệm á, là mày nát xương rồi. Chú mày có nghị khí giang hồ lắm. Nhưng mà mày sống thiệt thà quá, phải học hỏi thêm nhiều. Bữa nay á, anh mày sẽ dạy cho mày mấy bài học sơ đẳng nhất. Là lớn lên, là lớn lên, kêu trời cứu đất vô. Mày, ta. Mày, mất dài à, làm cho mày chết. Đừng đánh tôi. Thầy đội hả, mất dài à. Đừng đánh tôi nữa mà. Mày chết đi, giỡn mặt với thầy đội hả mày, hả? Mày đánh cho chết mẹ nó đi. Có gì, đội kỳ này lo hết cho. Dạ. Mày hả, chết đi mày. Mày bỏ đi. Bữa nay tao cho mày đi xe bò vậy, khỏi đi bộ mỏi chân. Đau quá. Mày chưa chưa? Đừng đến tôi nữa mà. Chết đi. Mày đúng rồi. Mất dạy nè. Mày ơi mày. Mày chết chưa? Nè, nó chết rồi hả? Dạ chưa, nhưng mà bị tôi giận nhừ xương rồi, chắc không đi được nữa đâu. Quân lên xe bò trở về, hết giờ làm rồi. Dạ. Là đấng Nam Nhi á, sống trên đời này phải rõ ràng ân đền quán trả ân. Nếu đời này mình chưa có dịp đáp đền thì đời sau con cháu mình phải đền đáp. Nhưng quán thì nhất định phải trả cho bằng được. Tôi cũng chịu như anh vậy. Nhất định tôi phải báo thù nhà bá Hồ Cao. Nhưng báo thù á, cũng phải có 5-7 cách mà báo thù. Chú em mày á, thiệt thà ngay thẳng quá. Sợ chưa kịp báo thù thì đã bị người ta giết chết. Như cái chuyện trong rừng hồi chiều, anh mà không tới kịp á, chú mày khó mà toàn mạng trở về đó. Cái thằng đội kỳ ở đây á, nổi tiếng là hung ác, chưa ai dám giữ mặt với nó bao giờ hết. Hồi chiều á, anh đánh kiểu gì mà thấy dữ tợn quá. Sao tôi không bị thương tích gì hết vậy? Hồi trước á, anh mày hành nghề sơn đông mãi võ, chuyên đánh võ cùi để lừa thiên hạ tới cho đông đang bắn thuốc. Ba cái trò đánh đấm giả mẹo giặt đó, anh mày lừa dễ ợt. Anh giỏi thiệt đó, tôi phục anh sát đất. Tôi bị người ta hại ở tù quan, nhưng vào tù lại được quen biết anh, thiệt là hữu duyên. Hữu duyên nè, mà chúng mày làm tao khoái rồi đó. Mà chúng mày nghe tao dặn nè, sớm mời á, lúc mọi người đi lau dịch
thì chú mày nhớ nằm quay mặt vô tường, rên la cho thảm thiết vào. Mày phải làm như vậy 3 ngày nghe không? Đâu có được. Tôi khỏe như vậy mà nằm ở nhà để mấy anh đi lao dịch cực khổ, còn sao được? Mày, sao mày thiệt thà quá thế à? Mày cứ khỏe re đi mần, không phải là mày hại chết anh mày sao? Sao tôi khỏe re đi mần mà hại chết anh? Có vậy mà cũng không hiểu nữa, tự suy nghĩ lấy đi. Tội nghiệp má tôi, cả đời chưa được một ngày sung sướng. Vậy là anh đó về không còn nhìn thấy mặt bác nữa rồi. Chú bà thì biệt vô âm tính, còn má tôi á thì mất rồi. Còn tôi với mấy đứa nhỏ chưa biết phải làm sao đây. Chắc là tôi phải dẫn mấy đứa nhỏ bỏ xứ để đi tìm cái ăn, chứ bây giờ ở đây chắc chết đói hết. Vậy chị tính đi đâu? Chắc tôi xuống miệt Bạc Liêu. Trời đất, Bạc Liêu xa lắm, chị đi sao được? Trong túi lại không có tiền, lấy gì mà ăn? Xa mấy cũng phải đi, tới đâu hay tới đó. Tôi nghe nói miền Bạc Liêu lúa gạo nhiều, về miệt đó làm mướn, làm thuê hay móc lúa cũng có cái cho sắp nhỏ nó ăn. Tôi chỉ lo bàn thờ và mồ mả ông bà, không có ai trông nom. Chị cứ yên tâm mà đi. Ở nhà, em sẽ nhang khói cho bác. Mộ phần, nhà cửa, em sẽ trông nom. Chờ chị với anh đó về. Lấy lất qua được nạn đói, tôi về liền. Vậy, chị tính chừng nào đi? Tôi tính đi liền, chứ ở thêm một ngày là đói một ngày. Hay là để em đi mượn cho chị chút tiền làm lộ phí nha. Tôi chịu ơn cô nhiều lắm rồi. Chị chớ có nói vậy, mình đã coi nhau như chị em rồi còn gì. Chị đừng đi, em sẽ trở lại liền. Dạ, nhà này nè ông. Có chắc là nhà này không? Bẩm, con chắc nhà này là nhà ông Ba Quốc mà. Ừ. Mày đưa cây dù cho tao. Dạ. Nè, mày có thấy cái cây đằng kia không? Bẩm, con thấy. Mày tới đó, leo lên cây mà ngồi, đừng cho ai thấy. Lỡ bà mày có đi ngang qua, núp cho kỹ nghe chưa? Mà lên cây chi vậy ông? Tao biểu sao thì mày làm vậy đi. Đâu, mày làm tao coi coi. Dạ.
Lũ nhà nghèo này phải dạy từ lúc nhỏ, lớn lên mới dễ xài. Bà Quốc đây phải không? Dạ. Mẹ ơi, bấy lâu không gặp, sao khỏe không? Dạ, mời ông ngồi. Thôi gọi lễ nghĩa chi cho mắc công, nghèo quá mà mày đặt lễ nghĩa chi cho nó cực thân. Bẩm, chẳng hay ông bá hộ quá bộ đến nhà tôi có việc chi? Không có chi. Con lụa đâu? Ồ, nó đi ở cho nhà ông. Bộ ông không biết sao? Biết chứ. Nhưng mà sáng nay nó nói là cha nó bị bệnh nhiều, xin nghỉ một buổi. Sao không thấy nó? Nó đi theo thằng nào? Bẩm, đâu có. Tôi... Bẩm, ông mới qua. Đi đâu mới về đó? Tôi hỏi đi đâu mới về? Dạ, con đi lấy gạo ạ. Gạo đâu? Con về nhà lấy gạo. Lấy gạo cho trai hả? Ông ở nhà chơi, con có chuyện gấp. Qua cũng có chuyện gấp mới sang đây, để gặp bay đó. Ông tìm con có chuyện gì à? Ủa, bộ bay quên rồi sao? Lần trước bay có hỏi mượn trước 1 tháng tiền công mà. Bẩm, con có hỏi nhưng bà không chịu cho. Bà không cho? Bà không cho, nhưng mà quá cho em mượn. Bẩm, ông làm vậy bà hay được, bà đánh con chết. Làm gì có bà ở đây. Mai mốt á, có cần gì cứ gặp riêng qua, bao nhiêu qua cũng có. Bà đâu có biết đâu mà bây sợ. Cầm đi, em không lấy thì qua buồn lắm đó. Cầm lấy. Cảm ơn ông bá hộ. Ủa, đi đâu đó? Bẩm, ông ở nhà chơi. Lúa ơi, Lúa ơi, em đâu rồi Lúa ơi? Trời ơi, mày đem tiền của tao cho trai hả Lúa ơi? Bẩm, ông gọi con. Tao gọi mày. Dạ. Nào, đi về. Bẩm ông. Gì,
dù, gậy. Lẹ lên! Dạ, 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 dạ. Mày hả mày? Lụa, Lụa ơi, tại sao mày làm chuyện đó? Nhục, nhục nhã lắm con ơi. Thưa ông, con lấy dù gậy cho ông bá hộ. Lụa, nhục, nhục lắm con ơi. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông ơi, ông ơi, ông đâu rồi? Ủa dạ? Mày, mày làm cái giống gì mà lâu như vậy? Rủi ba mày đi ngang là chết tao. Tại con thấy ông già, ông ho dữ quá. Mày nói ai? Bẩm, thì con nói ba chị Lụa chứ ai. Coi bộ ông đau nhiều lắm đó ông. Mày thấy nó đau nặng cỡ nào? Chắc nặng lắm. Ông ho một chàng vậy. Rồi ghen hừ hừ. Chết càng sớm càng tốt. Ủa, chi vậy ông? Mày mà còn hỏi nữa, tao cắt lưỡi mày cho chó ăn bây giờ. Về. Họ chơi vậy thôi, chứ biết ông muốn cái gì rồi. Không lẽ mọi người đi hết thiệt rồi sao? Mình đã dặn là chờ mà. Mận ơi, chị Quyền ơi, không biết họ đi hướng nào nữa. Mấy cây nhang còn cháy dở. Chắc là chưa đi xa đâu. Chạy theo cũng còn kịp. Má thương đến đi con. Rồi nóng quá con. Má thương. Má ơi, má ơi, con đói bụng quá à. Con ráng đi con. Gần tới nơi chưa hả má? Tới đó mình có cơm ăn hả má? Ừ, gần tới rồi. Ráng đi tới đó rồi mình có cơm ăn. Má gạt tụi con. Má cứ nói gần tới hoài mà có thấy tới gì đâu. Con đi không nổi nữa rồi. Mình về nhà đi má. Về nhà kiếm gì ăn rồi mình đi. Con đói quá rồi. Thôi nè, đi đi, đừng có làm reo nữa. Tao đánh cho bây giờ.
Đi đi mấy con. Đợi tới dàm xong, má kiếm xuồng quá gian, cho mấy con đỡ mỏi chân. Bạc Liêu lúa gạo nhiều lắm, xuống đó má ráng làm, kiếm cho tụi con ăn. Nghe lời má nghe. Dạ. Dạ. Lẹ lên đi mấy con, ráng đi cho kịp, không thì người ta bỏ mình. Không kịp quá gian được xuồng thì cực lắm. Thôi 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 má thôi, đi nhanh đi mấy con. Đi. Chị Quyên. Chị Quyên. Chị Quyên ơi. Cô Lụa. Cô Lụa kìa má. Chị Quyên, khoan đi đã. Đi nhanh con. Đến đi con. Nè. Dạ. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Em tính á, về nhà lấy cho chị mớ gạo. Nhưng sao chị đi mà không chờ em? Em đã giận rồi mà. Thôi, tôi cứ làm nhọc lòng cô quá. Em không thấy nhọc thì thôi, chị cứ như vậy. Chị đi gấp gáp quá. Vì trẻ nó đói kìa. Chị không tội nó sao? Đưa nó cho em. Chị ăn cái bánh đi cho đỡ mệt. Mai mà mua được mấy cái bánh lá dừa. Mấy năm trước còn đủ ăn, hồi chú ba còn ở nhà, má tôi còn mạnh giỏi. Chiều nào ở nhà tôi, sắp nhỏ cũng vui như vậy nè. Chú ba, chú cưng tụi nhỏ lắm. Hết giận đi làm ống thục, rồi chú cổng đi bắn chim, đi tắm xong. Còn bây giờ thì mỗi người một ngã. Cô Lụa, để con ẵm em cho. Chị thương nè. Đi vô đi ngồi nè. Chị cho em ăn nha. Thôi. Đến đây nha. Chị chớ nói như vậy. Chị thương nhiều lắm. Nhất định rồi anh đó sẽ trở về. Chị cũng dẫn đám nhỏ về. Nhà mình lại đoàn tụ mà. Nhưng khi nào chú ba mới về hả cô? Em đừng có la nữa. La nhiều mệt lắm. Đến đi em. Em cũng chỉ biết chờ thôi. Đến nha. Giảm đi chơi. Ngoan ngoan nha. Đến đi em chị tôi. Ngoan ngoan nha.